Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên VMT Doctor. Chào bạn, và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những thực phẩm khiến sữa mẹ hôi tanh mất chất, con sụt cân bỏ bú. Và những loại thực phẩm này là thực phẩm không có lợi cho nguồn sữa, chúng ta cần phải tránh xa. Nếu bổ sung dinh dưỡng không hợp lý trong giai đoạn cho con bú thì sẽ làm cho chất lượng nguồn sữa bị giảm sút, sữa tanh, mất chất và em bé sẽ không có hứng thú với việc bú mẹ, dẫn đến tình trạng là con thấp bé, nhẹ cân do không được bổ sung đủ chất. Mùi vị của sữa mẹ thì phù hợp với các vị giác của bé, nói chung là mẹ nào thì phù hợp với con đấy. Nó có vị hơi ngấy vì giàu kháng thể và đa dạng các vi chất. Hương vị của sữa mẹ thì thay đổi một phần không đáng kể do là nguồn thức ăn hàng ngày mẹ đưa vào cơ thể. Nếu mà mẹ phải dùng thuốc cũng như là sử dụng một số thực phẩm có mùi đậm thì ảnh hưởng đến mùi vị của sữa. Các loại thuốc kháng sinh hay những đồ ăn như hải sản, cá tôm, các đồ cay nóng là những tác nhân khiến sữa mẹ có mùi lạ. Về các loại đồ ăn thì đầu tiên nói tới tỏi. Tỏi là một trong những loại gia vị mà mọi người ưa chuộng khi nấu ăn và tỏi là một chất rất là tốt trong việc là kháng khuẩn, chữa bệnh tự nhiên, là một loại kháng sinh tự nhiên. Tuy nhiên bạn nếu ăn nhiều tỏi mà ăn tỏi sống liên tục, một người phụ nữ mà luôn ăn nhiều tỏi, bữa nào cũng ăn tỏi thì thử hỏi xem là cái nguồn sữa nó có mùi hay không. Và đặc biệt là trong những tháng đầu tiên khi mà bạn mới sinh con và mới bắt đầu hình thành và tiết ra nhiều sữa, nếu mà bạn ăn tỏi quá nhiều trong vài tháng đầu tiên thì trẻ sẽ rất khó chịu, nóng nực, bứt rứt và hay quấy khóc suốt ngày. Bạn có thể ăn vào những tháng về sau, còn tuyệt đối là những tháng mà đầu tiên khi bạn mới sinh thì cũng nên là ăn vừa phải thôi. Chúng ta cũng nên ăn chứ không kiêng cái gì cả, vì kiêng nó cũng không hề tốt, mà thực ra là tỏi lại tốt với chúng ta. Thì trong các bữa ăn như xào xiếc chúng ta vẫn có thể cho vào bình thường. Thế nhưng mà chúng ta không nên gọi là lạm dụng ăn quá nhiều, hay là ăn các món ăn như bún phở mà cho quá nhiều tỏi, dầm, giấm ớt chẳng hạn, thì nói chung sẽ là không tốt. Chúng ta nên là hạn chế thôi. Tỏi còn có mùi hôi dễ ngấm vào nguồn sữa, sẽ khiến cho là sữa có thể thay đổi mùi vị và bé thì không thích bú chút nào. Tiếp theo là nói về cà phê. Thì cà phê, chúng ta cũng biết là cà phê thì chứa caffeine. Chất này thì không tốt cho sức khỏe nếu mà dùng nạp một lượng quá lớn. Với trẻ sơ sinh thì chất này lại không tốt và cần phải loại bỏ khi muốn bổ sung dinh dưỡng cho bé. Một người mẹ mới sinh mà đang nuôi con bú thì tốt nhất là chúng ta không nên duy trì thói quen là uống cà phê mỗi ngày, hay là thích lên thì lại uống cà phê. Điều này không tốt và nó sẽ kích thích tinh thần của trẻ, làm cho trẻ khó ngủ hoặc là tinh thần nó hưng phấn quá khi mà bú nguồn sữa trực tiếp của bạn. Có thể là con sẽ bị khó ngủ, con sẽ tăng nguy cơ là ngứa ngáy, khó chịu, mệt mỏi và ảnh hưởng tới não bộ. Khi khó ngủ rồi thì ức chế sự phát triển của thần kinh vô cùng nguy hại và ảnh hưởng đến cái đồng hồ sinh học mà con đang cần hình thành. Một mẹ mà vừa mới sinh thì tốt nhất là chúng ta không nên là uống nhiều cà phê. Có thể là chúng ta nhấp môi một chút, cái gì một ít thì cũng không sao, nhưng mà chúng ta không nên chọn cà phê như một thức uống nhâm nhi hay là một thức uống có lợi cho sức khỏe. Vì thế mà trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ thì hãy cố gắng là cai nghiện thói quen uống cà phê mỗi ngày nếu như mà mẹ hay uống cà phê. Tiếp đến thì mình sẽ nói về là gia vị cay. Các loại gia vị cay nồng thì không thích hợp để dung nạp vào hệ tiêu hóa non nớt của trẻ sơ sinh. Bạn ăn cái gì thì con sẽ bú thức ăn liên quan như vậy. Cho nên là thực đơn ăn uống của mẹ sau sinh thì cần là phải lành tính và tránh xa những gia vị quá cay nóng, vì chúng ảnh hưởng và thay đổi chất lượng sữa. Ăn cay làm cho bạn lại còn bị giảm lượng sữa đi nữa và khó tiết sữa, thậm chí là nhiều khi còn gây ra tắc sữa. Nếu như mà mẹ ăn cay quá độ thì trẻ sơ sinh bú sữa dễ bị tổn thương hệ tiêu hóa, bị dị ứng và luôn trong tình trạng khó chịu hay quấy khóc. Tiếp đến là rau mùi tây. Rau mùi thì là loại rau không thể thiếu khi chúng ta nấu ăn, nấu canh khoai tây, sườn chẳng hạn, mà nếu không có rau mùi thì sẽ rất là mất ngon. Và rau mùi cũng chính là loại rau mà chị em sau sinh khi mà nuôi con bằng sữa mẹ thì nên là hạn chế, bởi vì là nó sẽ gây ra hiện tượng mất sữa theo như nghiên cứu, chứ mình không nói ra từ bản thân mà đây là một số nghiên cứu. Và rau mùi thì sẽ là giảm chất lượng sữa và khiến thay đổi mùi vị của sữa. Bé nào mà bú vào thì cũng sẽ cảm thấy là khó chịu, cho nên là bạn hạn chế ăn loại rau này khi đang cho con bú. Và
Điều này rất là nguy hiểm khi mà nó là một thứ mà làm gia tăng nguy cơ mất sữa, giảm lượng sữa rất nhiều. Và việc mà trẻ không có đủ nguồn sữa thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều, nhất là trong những tháng đầu nuôi con. Tiếp đến đó chính là bạc hà. Bạc hà thì có những thành phần không tốt để cải thiện chất lượng nguồn sữa mẹ, và nó thì thường dùng khi mà chúng ta cai sữa cho trẻ, cho nên là hạn chế việc sử dụng bạc hà trong việc cho con bú. Tiếp đến đó là các thực phẩm chứa nhiều ga. Khi mà mới sinh con thì các mẹ nên tránh các thực phẩm này khi cho con bú, bởi vì là nước ngọt có ga sẽ khiến bé khó chịu. Bạn cứ thử uống xem có nhiều khí CO2 nó tồn đọng trong bụng hay không. Và điều này rất là không tốt. Chúng ta không nên uống cái loại thực phẩm này. Nếu có trong bữa tiệc hay gì đó thì chúng ta có thể nhấp môi một chút thôi chứ không nên uống nhiều. Tiếp đến đó chính là lá lốt. Lá lốt thì theo nghiên cứu thì có nói rằng là lá lốt gây mất sữa, và chúng ta chú ý rằng là nên ăn ít thôi chứ không nên ăn nhiều. Về tiếp đến đó chính là bắp cải. Bắp cải thì cũng là loại thực phẩm mà chứa đầy hơi, sẽ làm cho mẹ bị đầy hơi và nó không tốt, và cũng có nghiên cứu rằng là bắp cải thì cũng gây mất sữa. Và khi mà chúng ta dùng bắp cải hơ lên và để đắp vào ngực thì nó sẽ làm tan cái cục mà bị tắc sữa. Thì nói chung là trên cái trải nghiệm đó thì bắp cải cũng rất là nhạy. Tiếp đến đó là mắm tôm. Mắm tôm là gia vị quen thuộc trong gia đình chúng ta và nhiều người yêu thích. Có người thì rất là thích ăn nhưng có người thì không ăn được. Nhưng mà cái mùi nồng của nó gây ra trong quá trình lên men thì sẽ khiến sữa mẹ bốc mùi, nó không tốt tí nào. Mắm tôm thì có nhiều chất béo tốt, omega 3, canxi, vitamin D và chứa các lợi khuẩn phát sinh, nhưng mà nó lại không tốt cho thời gian mà bạn cho con bú, dù đây là thực phẩm cũng không gây nguy hiểm. Và tiếp đến đó chính là hành tím. Như đã nói thì tỏi cũng là ảnh hưởng đến mùi vị của sữa, và hành thì cũng vậy. Thường thường thì chúng ta cho hành vào các món ăn để tăng hương vị, kích thích sự thèm ăn. Hành rất giàu các chất có lợi cho sức khỏe, nuôi dưỡng não bộ, có nhiều vitamin A, canxi và ngăn ngừa phòng bệnh ung thư, làm ấm cơ thể. Tuy nhiên là nó sẽ gây ra mùi trong sữa mẹ, ngay cả khi nấu chín thì mùi hành vẫn có thể còn trong sữa mẹ, cho nên là chúng ta hạn chế và ăn ít thôi chứ không nên ăn quá nhiều món này. Và tiếp đến là người mẹ, chúng ta cần phải là chú ý vệ sinh bầu ngực thường xuyên. Nếu mà người mẹ không vệ sinh bầu ngực thường xuyên thì sẽ tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát triển. Chúng phát triển sinh sôi và kết quả là sữa mẹ đưa ra ngoài dễ bị nhiễm khuẩn có mùi tanh hôi. Những người mẹ mà hôi, không chịu thay áo lót hay là bẩn quá thì cũng ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ đi qua thì mùi rất là kinh. Và đặc biệt quan trọng là việc điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học hợp lý, thì mẹ phải có một chế độ ăn uống là đầy đủ, đa dạng, cân bằng các loại thực phẩm, đảm bảo nhiều sữa và độ thơm của sữa, là tăng cường rau xanh, chất xơ và các thực phẩm chứa chất chống oxy hóa, các loại rau giúp thơm sữa là thì là, bởi vì là độ thơm ngon của sữa mẹ thì phụ thuộc là dinh dưỡng của mẹ. Mẹ nên là uống nhiều nước khoáng, các đồ uống lợi sữa, có thể uống một số đồ uống ngọt như là sữa ông thọ thì sẽ kích thích sữa. Uống các loại nước là có độ ấm nóng thì sẽ kích thích cho sữa nhiều hơn. Uống nước lá mít, uống nước của lá đinh lăng. Để hạn chế sữa mẹ có mùi hôi thì mẹ cần tránh các đồ chiên xào quá nhiều mỡ, các đồ ngọt hoặc là thức ăn nhanh. Và để lợi sữa thì mẹ ăn canh đu đủ hầm, canh rau ngót, nước chè vàng, nước đậu nành cũng được. Và chú ý rằng là nước lá đinh lăng hay là nước lá mít thì rất là tốt. Ăn các loại rau thì là nhiều như mình đã nhắc. Và đó là những điều cần phải chú ý. Và chú ý rằng là vệ sinh bầu ngực thật là sạch sẽ. Mẹ luôn phải tắm rửa sạch sẽ, bởi vì cái mùi hương của cơ thể nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Và đó là những điều mà bạn cần chú ý nhé. Xin chào.